Thưa quý vị, những giá trị văn hóa về một thời đại đã qua luôn mang đến sự hứng thú đối với những người yêu thích nét cổ kính. Ngày hôm nay, Kim Hưng xin mời quý vị đến một nơi mà những cổ vật được trưng bày ở đây đều mang nhiều giá trị kỷ niệm. Mỗi món đồ cổ được trưng bày tại Lúa Sài Gòn đều là những kỷ vật chứa đựng kỷ niệm về một thời đã qua. Ta như được một lần đắm mình vào thời đại cũ để thử sống và thở những hơi thở của người dân Sài Gòn thập niên 30. Từ phương tiện đi lại cho đến những món quà vặt tuổi thơ hay bàn máy may hiệu Singer vốn là cần câu cơm của các thợ may ngày ấy. Nổi bật nhất phải kể đến chiếc xe cổ Mobylette AB1 125cc sản xuất năm 1938, được làm giấy tờ từ thời vua Bảo Đại. Gần 84 năm đã trôi qua, chiếc xe vẫn chạy được dù bề ngoài đã nhuốm màu thời gian. Trưng bày tại đây còn có chiếc xe đạp Lucia được sản xuất tại Việt Nam vào những năm 1970, vốn đã gắn liền với hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài đạp xe đến lớp. Bên cạnh bộ sưu tập về xe cổ, anh Huỳnh Minh Hiệp còn là người Việt Nam sở hữu bộ sưu tập program, poster phim chiếu rạp và các tư liệu hiện vật về cải lương Việt Nam giai đoạn trước năm 1975 nhiều nhất. Những hiện vật mang đậm giá trị về tinh thần cũng được trưng bày để nhiều người chiêm ngưỡng. Tôi có trên 1.000 cái poster phim, mà quý nhất đó là cái phim Trận Phong Ba. Đó là phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam. Cái phim đó là 6 tài tử quay ở Hồng Kông. Ngay cả viện phim cũng không có cái tờ program đó nữa. Thì mấy nhân viên ở bên viện phim tới đây thì có tới thêm triển lãm năm 2018. Thì rất là ngạc nhiên vì tôi đã giữ cái bản program phim đó. Có thể ví nơi đây như một bảo tàng thu nhỏ về văn hóa Sài Gòn một thời. Khu vực trưng bày được lát gạch bông kiểu cũ, thêm vào đó là những bộ bàn ghế đã nhuốm màu thời gian. Đến đây, người xem như đang được ngược dòng thời gian về miền xưa cũ. Những bức ảnh về phố xá được vẽ trên tường, hiệu sách nhỏ, bản hiệu quảng cáo được vẽ bằng tay, cùng bộ sưu tập những tờ báo cũ của Sài Gòn đã khiến nhiều người thích thú, cảm thấy như mình đang có cơ hội xuyên không trở về quá khứ. Hiếm có cái chỗ nào mà vậy lắm. Cái nét cổ kiến này nè, với lại nhờ người ta lưu giữ được mấy cái đồ ngày xưa á. Thường thì bây giờ mình ở nhà mình còn không lưu giữ được nữa, nên mình ra quán đâu mình ngồi mình tận hưởng được. Là một người trẻ mình tới đây mình thấy không gian quán rất là xưa, kiểu Sài Gòn xưa đó. Mình thấy thích chắc là chiếc C67 được trưng bày ở phía trước của quán này. Thì nó được mình nhớ lại những kỷ niệm xưa ở quê mình. Anh Huỳnh Minh Hiệp và những bộ sưu tập của mình đã góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa, những dấu ấn của một thành phố lớn nhất Việt Nam. Giữa cuộc sống ồn ào, tất bật, tin chắc rằng bạn có thể có những giây phút bình yên sâu lắng khi đến với Lúa Sài Gòn để nhìn và cảm nhận về một Sài Gòn hoa lệ nhưng cũng rất đổi bình dị và thân thương.